Quý vị thân mến, với Covid-19 vẫn là một trong những đề tài được mọi người quan tâm rất nhiều. Sau vaccine, sau những công tác phòng chống dịch Covid-19, thì chúng ta thấy hậu Covid-19 cũng để lại cho chúng ta rất là nhiều những cái lỗi quan tâm. Bởi vì sau khi mắc Covid-19, có rất nhiều người chia sẻ rằng họ đã cảm thấy vô cùng khó thở, đau tức ngực hoặc là mất ngủ, đôi khi mỏi cơ. Và đây là nội dung mà chúng tôi muốn truyền tải trong chuyện chung chuyện riêng ngày hôm nay. Bởi vì bất kỳ ai từng mắc Covid-19 đều có thể gặp trạng thái hậu Covid-19 bất kể ở mọi mức độ của bệnh. Đó là thông tin được bác sĩ chuyên khoa 1 Hình Bích Thảo, trưởng khoa vật lý trị liệu hồi phục chức năng Bệnh viện Gia An 115, thành phố Hồ Chí Minh cho hay và được biết những ngày gần đây thì bệnh viện cũng đã tiếp nhận rất là nhiều những cái ca điều trị phục hồi chức năng do những người mắc hội chứng hậu covid 19. Vâng thưa quý vị và các bạn, à, rất à, có rất là nhiều người mà sau khi mắc phải Covid-19 như là Phương Thảo cũng có nhớ là trong MC của chúng ta cũng có nhiều người bị rồi đúng không? Dạ, ví dụ không? như là MC Như Ngọc đã từng bị mắc Covid-19. Thì bản thân bạn ấy cũng có chia sẻ là cho tới thời điểm hiện tại thì về cái vị giác của bạn ấy vẫn chưa được quay trở lại như bình thường. Và ví dụ như người nhà quyên có, có người mắc Covid-19 thì sau đó họ cũng nói là về tâm lý của họ để có thể quay trở lại bình thường như trước cũng khó lắm nó có những cái thứ đôi lúc nó thấy chân chao họ cũng nói là không biết cái đấy có phải do covid 19 hay không tuy nhiên thì uh, các quốc gia trên thế giới chẳng hạn như là anh quốc này thì họ cũng có những nghiên cứu rõ ràng thì họ có chỉ ra là có người thì có bị căng thẳng thậm chí là 6 tháng cho tới một năm có người thì vẫn bị mất vì giác kéo dài có người thì tổn thương vùng phổi sau đó phổi vẫn chưa thực sự hoàn thiện được như trước cho nên nếu mà nói là hậu quả của covid 19 để lại thì cái tàn dư sau đó có rất nhiều thứ mà chúng ta còn phải dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu nữa mới biết được chính xác và có dạ vâng. được uh, những cái thông tin cụ thể hơn. Dạ vâng. À, nhưng mà bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có được những cái thông tin tổng hợp để quý vị và các bạn nắm rõ hơn về những hậu covid 19. Để nếu như chúng ta hoặc là những người thân trong gia đình mắc phải thì chúng ta cũng biết những cái tình trạng để có thể khắc phục những hậu quả sau này. Ví dụ như là với bác sĩ chuyên khoa hai Nguyễn Thanh Sang, giám đốc trung tâm phục hồi chức năng vật lý trị liệu hậu covid 19 bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết các triệu triệu chứng của những người đã khỏi Covid-19 hay là mắc phải thì mệt mỏi chiếm 80%, trầm cảm 66%, sờ phổi 61%, mất ngủ 45%, nhức đầu 44% và rối loạn tập trung 27% hay là rụng tóc là 25%. Các triệu chứng này thường kéo dài từ 4 tuần hoặc là thậm chí có thể nhiều tháng. Thực tế thì đại dịch Covid-19 đã gây ra các vấn đề về sức khỏe tâm thần ở những người dân và những người có vấn đề tâm thần trước đó hoặc là những người có bệnh nền với những người khuyết tật là những đối tượng rất là dễ mắc những cái triệu chứng rối loạn tâm thần nhất là khi đại dịch Covid-19 xảy ra. Những nhóm dễ tổn thương sức khỏe tâm thần tiếp theo đó chính là những nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu, trẻ em, công nhân, lao động di cư, lao động tự do và ước tính là có gần 60% dân số có các triệu chứng rối loạn tâm thần, cao nhất là 3 lần so với trước khi xảy ra đại dịch Covid-19. Các vấn đề sức khỏe tâm thần cũng được chúng ta quan tâm nhất tới thời điểm hiện nay bởi vì đây là một cái những cái nhận thức tiêu cực và trầm cảm lo âu, hoảng sợ và đặc biệt là trạng thái mất ngủ ảnh hưởng sức khỏe rất là lớn đến công tác cũng như là công việc của mình. Ừ thực ra thì nếu mà nói về mất ngủ thì không chỉ có covid 19 đâu mà quyên tin là ai mất ngủ thì cũng có cái những cái trạng thái nó không được uh, chúng ta gọi không được tỉnh táo đó, lơ mơ uh, mà ví dụ như là chúng tôi bản thân hồng quyên cũng như phương thảo đã dẫn nhiều những cái chương trình về sức khỏe thì thảo cũng công nhận là đối với những cái bệnh nhân mà họ mắc những cái bệnh mà mất ngủ triền miên đặc ừ. biệt là với những người già thì họ hiểu hơn bao giờ hết để đi vào được một giấc ngủ nó khó tới chừng Đúng nào uh, khi mà về đêm trở mình đó họ chỉ mong là có thể ngủ được sâu giấc giống như người trẻ thôi nên lúc đó thì thường người già người ta đúc kết một cái câu là ăn được ngủ được là tiên Vậy cho nên mới thấy là nếu mà chỉ vì Covid-19 thôi đi qua mà chúng ta còn bị mắc thêm cái chứng mất ngủ Rồi nào là chưa kể là có những cả những lo âu trong cuộc sống hàng ngày dạ, Thì nó cộng dồn thêm lại khiến cho mình ngày càng dễ mất ngủ nhiều hơn ví dụ như là quyên sẽ kể cho thảo nghe có một cái câu chuyện của một chị á, là chị mắc covid 19 và chị điều trị tại nhà chị mắc hồi tháng 11 á, thì sau khi mà đã điều trị khỏi bệnh xong cho tới thời điểm hiện tại chị vẫn chia sẻ là chị rất khó để có thể đi vào được giấc ngủ của mình à. nên quyên mới nghĩ rất là tội khi mà bản thân đã có gia đình này còn phải lo cho công việc này rồi con cái nữa thì quyên không có biết đó là do covid 19 hay là do sau đại dịch rồi mình có nhiều căng thẳng quá rồi có thể mình giống ừ. như mình gọi là đi qua một sang chấn á, cái tự nhiên cái mình mình cảm thấy mình bị khó ngủ thì Quyên cô không biết là cái lý do thực tế ừ. nó có phải như vậy không. Phương Thảo thì nghĩ rằng có rất là nhiều những cái yếu tố tổng hợp đến cái việc là chúng ta bị mất ngủ. Ừ. À, có những cái nghiên cứu thì Vương Thảo cũng tin rằng đó là một trong những cái tác nhân gây cái việc là mất ngủ triền miên đối với những người đã mắc Covid-19 ừ. và với phương Thảo thì giấc ngủ là phải gọi là giấc ngủ là vàng ấy bởi vì khi mình ngủ xong thì cơ thể mình sẽ khỏe hơn Đúng tái rồi. tạo được những cái năng lượng trong cơ thể ví dụ như mà ngủ trong vòng 10 tiếng nhưng mà giấc ngủ không sâu và giấc ngủ lơ mơ thì chứng tỏ là chúng ta khởi động một ngày mới hoặc khởi động bằng những cái hành động khác của mình thì nó cũng không thể nào tràn trề được năng lượng đúng không đúng, ạ? Đúng, không Thảo đó đúng đó. Khởi mà mình ngủ 10 tiếng à, mà không sau thì cũng không bằng một người mà ngủ ngủ trọn một giấc ngủ mà 15 phút chất lượng đó nha. Dạ, đúng rồi. Thực ra trong cái quá trình Quyên nghiên nghi, nghiên cứu về giấc ngủ thì Nguyên biết cứ tầm khoảng à, chúng ta giấc ngủ của ta sẽ đi theo một cái chu trình như thế này nó sẽ đi làm ba giai đoạn. Thì mỗi một giai đoạn nó vơi rơi tầm vào khoảng 45 phút cho tới khoảng 1 tiếng Thì trong cái giai đoạn 45 phút 1 tiếng đó nếu mà chúng ta cứ ăn được 15 phút là gọi là sâu giấc Thì sau một cái chu trình giấc ngủ khoảng 6 tiếng hoặc đến 8 tiếng của chúng ta Thì chúng ta cứ cộng, tức là cứ khoảng 1 tiếng chúng ta cộng 15 phút cộng dần như vậy Nếu mà sau đó chúng ta cứ được 15 phút mà sâu giấc cứ được 15 phút sâu giấc là đảm bảo quý vị sẽ có một buổi sáng sảng khoái Nhưng nếu mà các chu trình của mình á, ừ. mà chu trình nào quý vị cũng nè, ngủ mộng mị nè, mơ nè rồi khó thở nè, rồi lo lắng nè, suy tư nè. Đó, tất cả những cái điều đó nó sẽ khiến cho mình không thể vào sâu được cái 15 phút đó. Ừ. Bởi vì người ta nói để đi vào sâu được 15 phút á mình phải trải qua đầu tiên là trải qua về thả lỏng cơ thể nè, rồi ừ. thả lỏng đầu óc nè, xong rồi gạt bỏ những cái chuyện lo lắng đi qua một bên rồi đóng với vào được cái giấc ngủ sâu, tức là lúc đó gần như là não mình tắt đi và cơ thể chỉ còn có thở rồi các bộ phận nó chỉ hô hấp nhẹ nhàng. Thế nhưng mà nếu mà mình không gạt bỏ được tất cả những điều kia đi thì coi như mình không thể tiến vào được cái nấc thang mà cơ thể thực sự được ờ ngủ và được nghỉ ngơi. Nghe chị Nguyên chia sẻ thì Phương Thảo thấy đúng là chúng ta vào một giấc ngủ mà an mà để mà một giấc ngủ mà sâu á thì chúng ta cũng cần phải có rất là nhiều những yếu tố ngoại cảnh bên quanh nữa. Ờ, đúng Ví dụ rồi. như nếu như Phương Thảo mà vào những cái căn phòng mà nó hẹp và bí thì chắc chắn là hôm đó ngủ sẽ không sâu. Ừ. Hoặc là khi mà công việc của mình áp lực tinh thần của mình nặng á thì mình cũng không thể nào ngủ ngon giấc được. Đúng Hay là ngày mai chúng ta chưa giải quyết xong công việc ổn thỏa thì chúng ừ. ta sẽ có rất là nhiều những cái lo lắng. Bên cạnh đó nếu như ai đã từng mắc COVID-19 thì chúng ta cũng còn thêm những cái áp lực nữa. Bởi vậy thì chúng ta để giảm những cái căng thẳng và có một giấc ngủ sâu thì chúng ta sẽ còn rất là nhiều những yếu tố. Và hậu COVID-19 thì không chỉ gây ra những cái tác dụng phụ như là chúng ta bị mất ngủ, đôi khi chúng ta bị mỏi cơ, nhức đầu và còn có rất Đúng là rồi. nhiều những triệu chứng khác. Ừ. Bởi vậy trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ kỹ hơn để quý vị và các các bạn nếu ai đã từng mắc covid-19 hoặc gia đình người thân của mình bị mắc covid-19 thì chúng ta sẽ có những cái hướng để chúng ta khắc phục để làm sao sức khỏe của chúng ta ngày càng khỏe mạnh hơn bởi vì sức khỏe là vàng đó không Đúng, đúng rồi, rồi, sức khỏe là vàng mà quên biết là bữa nào thiếu ngủ á, ví dụ với những người dẫn chương trình đi, thiếu ngủ dễ nhận biết lắm. Mà. Tôi nhớ mà tiếp nhận thông tin đặc biệt là mắt mình đọc chữ rất kém thảo yeah. công nhận không? Bữa nào mà ví dụ như giọng có hơi vấp một chút xíu là dễ nhiều là lúc đó là không quên biết là cơ thể mình đang rất là mệt. nên mình cần phải ngủ. Đôi khi á quý vị, nhiều khi là thực ra là mình thiếu ngủ nha mà mình không hay á ừ. à, mình sẽ phải thông qua một số cái dấu hiệu rất là nhỏ vì vậy á đầu tiên mà khi mà chúng tôi đã phân tích ra nguyên nhân rồi thì bây giờ chúng tôi xin đưa ra một số cái dấu hiệu để coi coi là làm sao biết thiếu ngủ à, cách của quyên đầu tiên là nhận ra thông qua thứ nhất là mình có nói nhiều hay không cái thứ hai là cái khả năng tiếp nhận thông tin của mình tới đâu ví dụ bình thường thì cái khả năng tiếp nhận thông tin đọc chữ của mình khoảng 10 tới 14 chữ đi thì mình gần như là nắm rất gọn mình chỉ nhìn qua mình nắm được ý chính nhưng mà có thể trong ngày hôm đó đọc tới cả hai ba dòng vẫn không nắm được ý nào là mình biết là não mình đang có vấn đề hoặc là có những cách nữa ví dụ quyên theo dõi qua màu sắc hồng cầu ở phía tức là cái màu sắc mà nó màu hồng ở da tay da chân của mình á yeah. tức là nó biểu hiện cái lượng oxy ở trong cơ thể của mình nó ừ. đã không có đủ nhiều nó khiến là nó không mình hay gọi là phụ nữ bị tụt chân huyết á nên ừ. là khi mà mình không có đủ cái lượng hồng cầu gọi là mình mình không xin lỗi là không đủ oxy ở trong máu thì não mình mơ màng lắm nên thông qua những hoạt động nhỏ nhỏ như vậy thì quyên bắt đầu để ý là à như vậy là mình thiếu ngủ tại vì thực ra qua những cái đó nó gây cho mình thiếu ngủ yeah. à, chẳng hạn như là quyên uh, hay coi với dưới mắt này nè nếu mà nó không có đủ cái màu đỏ tức là mình bị thiếu máu Chị mà mình xem xem cho em có thiếu máu không. Thảo quá trời nhiều máu, oh, nhìn vậy người vậy. thảo thôi là đầy hơn chị là đã biết rồi. <laughs> Thường á người gầy cũng sẽ phải để ý một chút. Yeah. Tại vì vì sao quý vị biết không là oxy mà đủ trên não thì não mới tỉnh quý vị thấy mình hay ngáp không ngáp là làm gì để đốt một lượng oxy nhiều hơn vô người mà có đủ oxy là mình tỉnh táo à cho nên cái việc ngủ chỉ là để tắt các chức năng của não để cho cơ thể được hoạt động nhịp nhàng bình thường thì mới lấy đủ oxy để nuôi các tế bào rồi nuôi não của mình tỉnh táo hơn thì đó là một trong những dấu hiệu của quyên để nhận biết xem là chúng ta có đang bị buồn ngủ đang bị thiếu ngủ hay không đã còn với thảo thì thảo có cách nào để cảm thấy là mình bị thiếu ngủ hay không ngáp hả à? em thì cảm thấy nếu mà mình thiếu ngủ thì mình làm việc không tập trung và chắc có lẽ là mình làm việc cũng sẽ không hiệu quả Mắt nấu ăn lại nè đúng rồi nấu ăn thì chắc chắn là chắc sẽ không ngon hoặc ừ. là cháy xém hay là cái công việc của mình <laughs> thì thì cũng có thể là sẽ không ổn định ừ. hoặc là mình sẽ có thể nói những cái câu nó cũng không uh, theo kiểu như là uh, giảm tuổi thọ thì phải nói là tăng tuổi thọ chẳng hạn đó à. là một trong những cái dấu hiệu mà mình cũng cảm nhận rất là rõ nhưng là đối với những cái người nội trợ hoặc là đối với cánh mày râu uh, thì ừ. họ cũng sẽ có những cái triệu chứng khác nhau hay Bởi là có khi bị quạo không thảo có thấy khi thiếu ngủ mình sẽ bị quạo không hay là tâm lý trạng thái nó thất thường á à? Dạ chắc là Phương Thảo thì lúc nào cũng vui vẻ yêu đời nên là ít khi ạ. <laughs> đúng là cô gái màu hồng của năm vậy là ngoài ra Thảo còn thấy có dấu hiệu nào để nó nhận biết là mình đang thực sự thiếu ngủ không cơ thể mình thiếu ngủ chẳng hạn cơ thể mình mệt mỏi và cũng đưa ra những cái tín hiệu cần phải nghỉ ngơi ừ. và những lúc đó thì Phương Thảo cũng lựa chọn cho mình có rất là nhiều cách để mình lấy ừ. lại năng lượng một là mình có thể thiền trong khoảng thời gian ngắn à. hoặc là đôi khi mình có thể hít hơi theo khoảng tầm Phương Thảo thì 12 lần thôi hít vào thở ra 12 lần để mình cảm thấy ổn hơn trong một khoảng thời gian với ừ. à, với những công việc sắp tới của mình chứ còn nếu như quý vị và các bạn mà nếu cần có những thời gian ổn định hơn thì chắc lẽ là chúng ta vào một căn phòng mà không có tiếng động vì có rất là nhiều người người ta sợ tiếng ồn khi mà khi ngủ đúng rồi, đúng rồi. thì có rất là nhiều cách và để cải thiện những cái giấc ngủ mà hậu covid 19 á, thì ừ. các bác sĩ cũng khuyến cáo là với những người bệnh thì nên thay đổi thói quen sinh hoạt của mình bên cạnh đó là chúng ta phải ăn uống đầy đủ tập thể dục đều đặn và phù hợp đối với cơ thể và thể trạng dành thời gian thư giãn tập thiền hay là chúng ta cũng có thể đi du lịch làm giúp giải tỏa những cảm xúc và xây dựng tinh thần lạc quan đời sống năng động hơn. Bên cạnh đó, người bệnh thì cần vệ sinh giấc ngủ, đó là phương pháp được thiết kế để cơ thể chuẩn bị cho một giấc ngủ đúng cách, giúp ngủ ngon vào ban đêm và tỉnh táo vào ban ngày. Cụ thể duy trì thời gian đi ngủ và thức dậy đều đặn Giữ phòng ngủ chỉ cho giấc ngủ và sự ấm áp gia đình, loại bỏ tivi, máy tính, điện thoại di động ra khỏi phòng ngủ. Vào buổi tối thì chúng ta cũng nên tránh là uống cà phê, rượu cũng như là chất kích thích, không ăn những thức ăn nặng và không vận động mạnh trong 2 giờ trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, cũng đừng đi ngủ khi mà chúng ta đang đói hoặc là khác nha quý vị đó là một trong những cách để giúp cho quý vị có được một giấc ngủ tốt hơn giấc ngủ an hơn và sâu hơn tức là chúng ta tạm thời là cơ thể của mình chưa thể tự tạo điều kiện để mình có được một giấc ngủ ngon thì chúng ta phải mượn những điều kiện những yếu tố tốt ở bên ngoài nếu mà quý vị và các bạn có gia đình có con nhỏ mà giật ba, à, mà bám vai của mình đó, thì quên biết chắc là khó ngủ lắm nhưng mà trong thời gian này thì coi như thôi mình thương lượng với chồng mình nè với con của mình với người nhà của mình là bây giờ nếu mà để một gia đình yên ấm á, là cần nhất là mẹ phải vui vẻ trong nhà ừ, nên là ưu tiên cho mẹ trước cho khi nào mẹ khỏe tại vì mẹ còn còn phải đồng hành với mọi người rất là dài cho nên lúc này quyên mong là à, các thành viên trong gia đình sẽ hiểu cho những ai mà đang rơi vào trạng thái mất ngủ ha. mất ngủ là khổ lắm quý vị quyết định cái gì nó cũng trật hết trơn á quyên nhớ là những ngày vừa rồi quyên đang phải lo chuyện gia đình á thì có đặt một cái vé máy bay mà đi từ cần thơ ra hà nội cho những người nhà đi ra mà Quyên là đặt cái chiều từ Hà Nội đi vào Cần Thơ Là trong cái trạng thái mà mình mơ hồ, mình không đủ giấc ngủ, Quyên cũng không có biết là mình đang làm cái gì Nên lúc đó Quyên nói là mình chỉ thấy sao nó sai sai á Thế là Quyên mới bảo là thôi, mình đang thấy là cơ thể của mình không đủ khỏe và cái, mình thấy cái nhìn của mình màn hình nó cứ mờ đi nè là nói thôi hồi lúc này là không quyết định cái gì hết đặc biệt liên quan tới tiền nên đi ngủ sau rồi mới quyết định là đặt vé thì đó là những cách của thảo ha thảo giới thiệu cho quý vị cách để giúp có thể giấc ngủ tốt hơn còn với quyên thì có những cách như thế này ví dụ quyên áp dụng phương pháp để có thể đi vào giấc ngủ như là phương pháp bảy bốn tám tức là ừ. hít vào bảy giây nhịn thở bốn giây và thở ra 8 giây. Wow. Thì cái 4 giây đó nó rất là quan trọng nha. 4 giây đó là giúp để cho cái hơi thở của mình nó được đi hết ở trong cơ thể. À, à. phương thảo cũng thử nha. Ừ. Ví dụ như chị Nguyên đến mà phương thảo ấy ha. 1 2 3 4 5 6 7 giữ 4 giây. 1 2 3 4. Rồi thở ra 8 giây, thở từ từ. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đó. Ồ, oh, đây là vậy. một trong những cái cách cũng khá là, là hay để chúng ta an hơn và định hơn trong cái hơi thở của mình và ừ. chúng ta tập trung vào hơi thở đúng không chị Quyên? Đây là phương pháp mà được rất là nhiều nước trên thế giới họ áp dụng trong thời đại Covid-19 để giúp cho mọi người có thể an giấc hơn. Ngoài ra quý vị có thể tìm những phương pháp đó trên Google Search hoặc cũng như phương pháp như là ngủ lạnh của Wim Hof, rất là nhiều những cách để chúng ta có thể bước vào giấc ngủ. Chỉ cần các bạn gõ cửa muốn có một giấc ngủ an như thế nào thì chắc chắn là giấc ngủ đó sẽ tới với quý vị và các bạn. Còn bây giờ chương trình của chúng tôi sẽ tiếp nối với rất là nhiều